Chúng ta sẽ bắt đầu bài giảng. Thế thì bạn xem nhìn rõ chưa nhỉ? Ok chưa? Rồi. Thế thì phần 1 chúng ta sẽ đi theo cái truyền thống, chúng ta sẽ chữa cái phần bài tập về nhà. Đấy. Thì thầy sẽ kiểm tra xem các bạn nộp bài ra sao. Thì đối với cả bạn Diệp Anh thì hôm nay buổi đầu thì bạn ấy sẽ được miễn cái phần kiểm tra bài tập về nhà. Nhưng em vẫn sẽ theo dõi và em sẽ được thứ nhất là xem lại bài giảng của 2 buổi trước nhá. Xem lại bài giảng của 2 buổi trước và nếu cần hỗ trợ thì em nhắn vào nhóm hoặc là nhắn riêng cho thầy cũng được để thầy sẽ sắp xếp trợ giảng có thể hỗ trợ em nhá. Đấy, thực ra cái phần đầu nó cũng dễ mà. Đấy. Nào rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kiểm lớp 2K8 nhá, 2K8. Đây, chúng ta sẽ kiểm tra xem cái điểm bài tập về nhà của bạn thế nào, cũng như là những cái câu đó chúng ta cần chữa nhá. Đấy. Hiện giờ là mới nhận được có 8 bạn là sao nhỉ? Như vậy là vẫn có những bạn chưa nộp. Đấy. Đúng không? Trương Khánh Tùng đã nộp này. Ô, tại sao Lân này nhập sao lại chưa có số điểm điểm số đây nhỉ? À đây đây rồi, 62. Rồi ok. Trương Khánh Tùng là 62 này. Đấy. Anh nhìn nhầm. Hà Việt Sơn là 78 này. Ngân Hiếu là 76 này. Khanh là 62 này. Gia Bảo là 42. Đấy, Gia Bảo vẫn hơi đuối nhá. Đấy, Lê Công Minh là 76. Ngọc Huyền là 82. Đấy, Ngọc Huyền vẫn duy trì phong độ khá là ổn. Đấy, lần này có một thêm một bạn thấp gần gần giống Bảo, đó là bạn Lê Hoàng Nam. Đấy, thì Lê Hoàng Nam cũng là một bạn vào sau. Thế còn tại sao có mấy bạn thì chưa nộp nhỉ? Đấy, tuần trước là Huy Quang nghỉ đúng không? Đấy, Huy Quang đã xem bài giảng chưa? À, không ra không xem á? À có rồi, sao không nộp bài đây? À, em được vào nhóm Zalo chưa? Chưa, Lân thêm em vào nhóm nhá. Đấy, Lân thêm em ý vào nhóm không? Anh bảo tuần trước là thầy sẽ phải thống kê rất đầy đủ. Rồi nào, bây giờ chúng ta sẽ đấy, đấy là vẫn có 8 bạn, tuần trước hình như vẫn 8 bạn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem này có vấn đề ở câu nào không. Thì chúng ta sẽ xem cái bản tóm tắt. Đây là những cái câu trả lời các bạn hay sai này. Wow. Xem 36, 41. Đây là những câu chúng ta cần chữa nhá. Đấy. Các bạn lưu ý là cái phần chữa này ấy, nó rất quan trọng bởi vì chúng ta sẽ tìm ra được cái lỗi sai của mình. Cái thứ hai là tìm ra được cái lỗ hổng trong cái mảng kiến thức của mình. Hiểu chưa? Đấy. Các bạn dở phiếu ra đi. Có bạn nào chưa có phiếu không? Em có phiếu chưa? Em hôm nay mới học toán buổi đầu đúng không? À tức là em xin môn kia sang sang đúng không? Rồi rồi, để thầy bảo thầy quên mất mà. Trước mẹ nhắn đấy, thầy quên mất bảo là đấy. Lần phát thêm phiếu cho bạn để anh em là Lộc đúng không? Em là gì nhỉ? Lâm ở Vũ Trường Lâm. Ờ đúng rồi. Rồi tí nó lại mất con bim bim nó bạn rồi. Vũ Trường Lâm. Từ từ từ. Vũ Trường Lâm là học Lý Thánh Tông đây đúng không? Ok. Học môn Lý. Từ 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 từ. Ờ. Thế mà anh lại quên. Nhầm. Nhìn. Đúng rồi. Lâm tuần này mới bắt đầu học toán. Vũ Trường Lâm. Lâm là học thẳng nhóm thứ 5 luôn nhỉ? Ok, được rồi. Chúng ta các bạn lớp chúng ta chú ý là chúng ta sẽ có nhóm thứ 5 và nhóm chủ nhật, sáng chủ nhật. Nha, tuần trước là có mấy bạn nhóm chủ nhật sang đây học ấy. Nên là thành ra danh sách anh gộp vào làm nên bây giờ nó bị hơi bị lẫn một chút. Đấy. Lâm, ok, quên bạn Lâm thì tí nữa chịu phạt với bạn Lâm. Và bây giờ chúng ta sẽ chữa. Nào, chữa câu này là câu đầu tiên là câu 36, các bạn nhìn vào câu 36 nhá. Kể các bạn mới cũng nghe luôn, không vấn đề gì cả, bởi vì cái này ấy, nó chỉ là mệnh đề. Thì khái niệm mệnh đề là gì thì các bạn chưa cần nắm. Nhưng các bạn chỉ cần biết cái câu nó đưa ra nó đúng hay sai, nó có vấn đề gì thì hoàn toàn các bạn thể quan sát vào đây nó vẫn ra được vấn đề nhá. Nào, chúng ta sẽ có câu 36. Đấy. Rồi, câu 36 nhá.
quên mất bạn Lâm rồi, tí lại mất có Bim Bim rồi. Rồi ok. Nào. Cách phát biểu nào sau đây không thể dùng? Tại sao những cái bọn học lý nó sang học toán thì mình lại quên nhỉ? Hôm trước là có thằng Nam. Đấy, thằng Nam tự dưng vào mình quên thằng Nam. Thế là cuối cùng mất có Bim Bim, hôm nay đến thằng Lâm. Nhưng Nam xui thằng Lâm à? À thế à? Nào đùa đấy. Nào thôi chúng ta nhìn đây, Lâm có phiếu chưa? Rồi ok, chúng ta nhìn vào đây nhá. Chúng ta sửa câu 36 ra. Cách phát biểu nào sau đây không thể dùng đấy, để phát biểu mệnh đề A suy ra B? A suy ra B thì chúng ta sẽ có là cái đầu tiên này, nếu A thì B, ok chưa? Nếu A thì B. Và thầy nói luôn là cái A này nó sẽ là điều kiện gì? Điều kiện đủ. Còn B sẽ là điều kiện cần, đúng không? Đấy. Vậy thì câu nào sẽ đặt sai? A là điều kiện đủ để có B, đúng không? Đấy. A kéo theo B, đúng. Vậy thì đáp án sai sẽ là đáp án C, đúng không? Đấy. Đáp án có sai không? Đáp án có sai không? Hay là các bạn sai? Chúng ta sẽ xem check đáp án nhá. Đây câu 36 đúng không? 36 đáp án C. Ơ, tại sao kích từ 34 này, 35, 36. Ờ, 36 đáp án C mà. Đấy, nhưng mà rất nhiều bạn sai. Đấy, căn bản là các bạn nộp không đủ nên tỷ lệ nó khác các bạn ơi. Đấy, tất cả chúng ta có 8 bạn thì 5 bạn sai thì nó chẳng đưa ra tỷ lệ đấy à. Đến hôm sau các bạn nhóm kia làm thì nó lại có cái sự khác biệt. Đấy. Nào, câu 41 thì chỉ có một bạn đúng thôi. À. Các bạn đã hiểu cái câu 36 chưa? Nhớ hôm trước dạy rõ ràng rồi, đúng không? Hôm trước cái phiếu hôm trước chỉ rất rõ ràng A suy ra B thì A là điều kiện đủ, còn B là điều kiện cần nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu 41 các bạn nhớ chưa? Đấy, chúng ta sẽ sang câu 41. Đấy. Rồi. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây là mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng? Các bạn đọc kỹ đề bài nhá. Tức là nó không hỏi cái mệnh đề đấy đúng mà phải hỏi cái mệnh đề đảo của nó. Các bạn có hiểu không? Tức là chúng ta có mệnh đề P suy ra Q thì mệnh đề đảo của nó là gì Khôi nhỉ? À đúng rồi, đảo của nó là Q suy ra B, đúng không? Q suy ra B, đúng không? Đấy. Nào, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đảo nhá. À, chúng ta sẽ cùng đảo đảo từng câu một. Đấy, đảo câu A nào. Câu A nếu đấy, đọc kỹ này, nếu số nguyên N có chữ số tận cùng là 0 thì số nguyên N chia hết cho 5. Được chưa? Câu này thì đọc thấy đúng không? Nếu có số tự nhiên mà có tận cùng là 0 thì chia hết cho 5 đúng không? Đúng đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta đảo lại nào. Chúng ta đảo lại A này. Nếu N chia hết cho 5 thì N có tận cùng là 0. Đấy, đúng hay sai? Câu này rõ ràng là sai bởi vì các bạn nhớ này. N chia hết cho 5. Nhưng mà N có thể là gì? N có thể tận cùng là 5 mà đúng không? Như vậy cái này câu này sai là cái chắc rồi. Đấy, như vậy chúng ta câu đầu sai nhá. Đấy. Mà nó hỏi là mệnh đề đảo đúng cơ. Đấy, nên chúng ta lại tiếp tục phải đi tìm tiếp, được chưa? Nào tiếp. Câu B. Nó bảo là tứ giác ABCD là hình thoi thì tứ giác ABCD sẽ có hai đường chéo vuông góc với nhau. Có đúng không? Chúng ta vẽ một hình thoi xem ha, hai cái đường chéo có vuông góc với nhau không? Có. Nhưng bây giờ chúng ta nói ngược lại là nếu ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau. Đấy, có hai đường chéo vuông góc với nhau. Đấy, thì nó là hình thoi. Có đúng không? Có đúng không các bạn? À sai, chúng ta vẽ thử một cái trường hợp đó là hai đường chéo vuông góc với nhau, ví dụ này. Đấy, cái hình mà chúng ta hay gặp đây thì ví dụ thầy vẽ có rất nhiều cái dạng sai ở đây nhưng thầy vẽ dạng này. Đấy, các bạn thấy nó giống cái gì nhỉ? À, giống cái cánh diều chúng ta học ấy thì nó cũng là hai đường chéo vuông góc với nhau đấy. Nhưng nó đâu phải hình thoi đâu. Hình thoi là hình có bốn cạnh bên bằng nhau. Đấy, hiểu vấn đề chưa? Đấy, chúng ta nói xuôi là nói ngược lại thôi. Đấy. Thế các bạn chú ý là bạn Diệp Anh với cả bạn Lâm có hiểu không? Có hiểu bài không? Đấy, tại vì khi thầy chữa nhá là thầy sẽ thường nhắc lại cái lý thuyết. Đấy. Bạn hiểu là cái P cái Q nó là một câu thôi. Hiểu chưa? Thì nói xuôi nói ngược lại là được. Nào tiếp câu C này. Nếu tứ giác ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Đấy, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì tứ giác ABCD là hình chữ nhật. Câu này đúng không?
hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì nó là hình chữ nhật. Câu này là sai nhá. Câu này là sai nhưng cái mệnh đề đảo của nó lại đúng. Được chưa? Chúng ta quan tâm đến mệnh đề đảo thôi. Mệnh đề đảo sẽ là nếu ABCD là hình chữ nhật, đấy, là hình chữ nhật thì hai đường chéo, đấy, hai đường chéo đấy, sẽ làm sao? Sẽ cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Hợp lý không? Đấy, ok, câu này sẽ là câu đúng. Đấy, nhưng bây giờ muốn nâng cao hỏi các bạn ơi. Đấy, để xem hỏi nhá, bạn nào xung phong giơ tay nhá thì sẽ là điểm cộng cho bài tập về nhà. À, bây giờ thầy muốn giữ nguyên cái vế bên tay phải, à bên tay trái, tức là giữ nguyên vế B. Nếu ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì ABCD sẽ là hình gì thì nó đúng? Sửa lại cái hình chữ nhật thành hình gì nó đúng nào? Giơ tay. Rồi Khanh. Hình bình hành, chính xác, hình bình hành. Đấy. Hình bình hành. Đấy. Ok chưa? Bạn Khanh sẽ được tích vào đây một điểm để tí nữa cộng nhá. Đấy, mình sẽ điểm trên lớp sẽ có một điểm cộng. Khanh đâu nhỉ? Khanh chỗ gần Khánh rồi, ok. Đấy, Khanh là 65 đúng không? Cộng 1 điểm là lên 75. Đấy, các bạn lưu ý nhá, trong quá trình chúng ta chữa chúng ta có thể phát biểu. Nào, tiếp câu D. Nếu tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì ABCD có hai đường chéo bằng nhau, đúng không? Đấy. ABCD có hai đường chéo bằng nhau. Bây giờ câu này thì xuôi thì nó đúng, nhưng mà ngược thì nó không đúng. Nếu hai đường chéo bằng nhau thì nó là hình chữ nhật, chắc chắn là sai rồi, đúng không? Đấy. Nhưng mà thực ra sửa thì nó cũng chẳng sửa được cái gì cả, bởi hai đường chéo bằng nhau. Các bạn đây, cái đường chéo kia nó chỗ này bằng nhau không? Đúng không? Các bạn có vẽ thành hình thang cân cũng được, đúng không? Đấy. Nên nó chẳng ra cái hình gì cả nên chúng ta sẽ không có đảo được. Đấy. Như vậy chúng ta cùng xem là câu này đáp án có đúng không? Câu 41. Đấy, câu 41 đáp án là C là đúng rồi. Đấy. Thế tại sao chỗ này đâu? Đây 41 đâu, từ từ nhá. 38 39 41. Ồ, có một bạn Hoành à. Như vậy câu này đáp án sai. Đúng chưa các bạn? Đây, câu này đáp án sai. Nhưng lại cũng phải được ba bạn đúng. Đấy. Thế thầy sẽ sửa lại nhá. Lân sửa lại giúp anh nhá. Đừng nhập điểm vội, sửa lại đã rồi tí nữa mới nhập nhá. Sửa lại để chú ý quan sát. Rồi, ok. À, chúng ta sẽ đến với câu 44 nhỉ. Câu 44. Đấy, câu 44. À, chữa kịp chưa nhỉ các bạn nhỉ? Đó, các bạn chữa thẳng vào cái phiếu của mình luôn. Đấy, in phiếu để các bạn chữa thẳng vào phiếu luôn nhá. Đấy. Ồ, câu này là một câu đếm này. Đấy, thường đi đếm rất là dễ bẫy. Đấy. Môn toán mà có đếm thì đấy. Các bạn thấy kiến thức nó dồn một buổi nó rất là nhiều, nó không phải lưu ý là các bạn hình dung là lên cấp 3 các bạn học ấy, nó không phải các bạn ngồi cộng trừ nhân chia biến đổi xong cái bài sau nó lặp lại y xì như thế đâu. Tức là các bạn sẽ gần như là ví dụ một buổi học các bạn phải sẽ học ít nhất là ba dạng đến bốn dạng bài tập. Đấy, cái phần buổi đầu tiên này này là còn ít nhá. Đấy, ví dụ các bạn có thể định hình cho thầy là từ đầu đến giờ mình học mấy dạng không? Rõ ràng là trong cái phiếu thầy cũng đã chia cho các bạn rồi đúng không các bạn? Đấy. Ví dụ cái dạng đầu tiên là gì? Đấy. Bạn thấy dạng bài đầu tiên là gì? Là mệnh đề và mệnh đề chứa biến. Đấy, đúng không? Những cái kiến thức liên quan đến đấy. Đấy. Xong dạng thứ hai là dạng chúng ta đang tìm cái tính đúng sai của mệnh đề kéo theo với mệnh đề đảo. Đúng không? Đấy, thì kiến thức nó lại tập trung vào phần đấy. Đấy, các bạn thấy là một chuyên đề mình sẽ học là mấy dạng, ít nhất là khoảng 3 dạng như thế. Đây, mệnh đề tương đương này và ký hiệu tồn tại với mọi, đúng không? Các bạn thấy không? Đấy. Và đây nhá, các bạn thấy là buổi này chúng ta là cái phiếu bài tập ấy, nó chuyên đề nó mới đến có câu 112 thôi, để soạn đến 112. Nhưng mà cái phiếu mà chúng ta học bài tập hợp đây này, tập hợp sẽ là phần trọng tâm luôn nhá. Thì nó không phải chỉ có đấy đâu mà nó cỡ khoảng bao nhiêu đây? 179. Tức là cái bài tập nó sẽ khác nhau và nó sẽ ở mang tính trắc nghiệm. Đấy, các bạn nhìn nhá, là ở cái phần tự luận đấy. Đấy, bài sau ấy nó chỉ có khoảng 3 bài là giống, xong các bài sau nó lại khác. Các bạn hiểu chưa? Cái dạng nó lại khác. Nên là chúng ta học không phải chúng ta học theo cái cách ở cấp 2 là chúng ta giải quyết được. Cấp 2 là các bạn thấy là các bạn sẽ có một cái dạng đấy và các bạn luyện đi luyện lại. Nên chúng ta không học được kiểu đấy nhá, thầy nhắc luôn các bạn như thế. Đấy, các bạn sẽ không kịp kiểu như là chú ý và chúng ta làm, chúng ta sửa luôn. Sau đó thì thầy sẽ hỗ trợ các bạn đấy, giải đáp các thứ. Chứ các bạn mà trên tinh thần ấy, mà nhiều bạn trên tinh thần là để cuối kỳ mới học hoặc là khi nào kiểm tra mới học, không kịp.
bởi vì nó nhiều quá nhá. Đấy. Nào. Tiếp tục chúng ta đến với câu mà các bạn sai nhiều tiếp nhá, là câu số 45 đúng không? Ngay dưới câu 44 đúng không? Đấy. À 44 đã chữa chưa nhỉ? Chưa đúng không? Đang đếm đúng không? Từ từ. Đấy, để đây đếm đã. Nào, cho các mệnh đề sau đúng không? Đấy, cho mệnh đề này. Một số chính phương. Đấy. Một số là số chính phương khi và chỉ khi chữ số tận cùng của nó là 0, 1, 4, 5, 6, 9. Khẳng định nào, xét các khẳng định sau, hãy cho biết có bao nhiêu phát biểu đúng. Đấy, đầu tiên thì đấy sẽ bây giảng cho các bạn. Nào, không cần giảng, bây giờ hỏi đi, hỏi thì có cơ hội cộng điểm. Đó, bạn nào trả lời cho thầy là số chính phương là số nào? Không cần phải học hai buổi trước mà số chính phương là mình học từ lớp dưới rồi đúng không? Rồi Ngân Hiếu, là các số là bình phương của một số tự nhiên, đấy chưa? Ví dụ là số nào? 4 này, số gì nữa? 4, 9 đúng không? Nó sẽ có là 0 này, 1 này, 4 này, 4 nó đến 9 này, nó đến 16 này, nó đến 25 này. Thì các bạn liệt kê các cái số đấy ra, xem có phải là 0, 1, 4, 9, 4 bình có phải 16 không? 5 bình có phải 25 không? Đấy, 6 bình 36 không? 7 bình là bao nhiêu? 49. Đấy. 8 bình là 6. 64. Thế các bạn viết một hồi các bạn thấy có phải tận cùng là 0, 1, 4, 5, 6, 9 không? Đúng không? Đấy. Hiểu bản chất chưa các bạn? Đấy, tiếp là 8 bình này, 9 bình này là 998. 81 này tận cùng là 1 này, 10 bình là thành 100 này. Đấy. Ngay sau ví dụ các bạn 11 bình, 12 bình thì các bạn có nghĩa là các bạn chỉ xác định cái số cuối nó nhân lên thôi. 1 x 1 bằng 1 tận cùng là 1, 2 x 2 tận cùng là 4. Các bạn có hiểu không? Đấy, mình hiểu nó đã nhá. Rồi Ngân Hiếu cộng 1 điểm này, từ từ đấy, để trả lời. Rồi, câu A này. Không thể phát biểu mệnh đề trên bằng thuật ngữ điều kiện cần và đủ. Đấy, câu này. Tức là mình có thể phát biểu nó cần và đủ hay không, đúng không? Đấy. Câu này sai luôn, phát biểu được. Phát biểu được. Phát biểu nó như sau. Nếu một số là số chính phương thì nó sẽ có chữ số tận cùng là 0 1 4 5 6 9. Có được không? Nếu là số chính phương thì nó phải có tận cùng là như thế. Được chưa? Đấy. Ok, như vậy câu này sai, câu này bảo là không thể. Đấy, nhưng mà chúng ta khẳng định nó có thể. Đấy, được chưa? Tiếp câu thứ hai này, điều kiện cần. À, chúng ta thấy thầy vừa phát biểu chưa? Nếu đấy, một số là số chính phương, một số là số chính phương thì nó có tận cùng, thì nó có tận cùng. Đấy. Thì có phải chỗ bên tay trái là điều kiện gì? Dạy rồi, bên tay trái là điều kiện gì? Đủ. Còn bên tay phải là điều kiện cần. Ok, đã rõ ràng như vậy rồi. Trái là đủ, phải là cần. Đó, thế bây giờ chúng ta xem đáp án 2. Điều kiện cần để một số là số chính phương là tận cùng của các số, một trong các cái số này. Thôi đúng hay sai? Đúng. Nó nói rõ đây là điều kiện cần là gì, đúng không? Có tận cùng là điều kiện cần. Đây này, điều kiện cần. Đấy. Là có chữ số tận cùng là như này. Đấy, đúng chưa? Hiểu vấn đề chưa? Đấy, câu này đúng. Câu thứ hai, một số là số chính phương là điều kiện đủ để nó có tận cùng là như thế này. Đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng, đúng không? Đúng. Đấy. Tiếp, điều kiện cần để một chữ số có tận cùng là 0,124 thì số đó là số chính phương. Đúng hay sai? Sai, đúng rồi, câu này sai. Vậy câu này thì có bao nhiêu phát biểu đúng đây? 2, ok chưa? À, chúng ta sẽ lại check cẩn thận lại xem 2. Đấy, câu 44 chỉ có một bạn đúng. Đúng là đáp án C. Đáp án phải là B chứ đúng không? À từ từ, câu này đây 44. Ồ, 44 lại nhầm này, 44 lại nhầm này. 44 là đáp án A này. Đấy, Lân lại sửa cho anh câu này nhá. Chắc đáp án nó bị lệch như nào đấy. Đấy. Ờ, nó bị lệch đấy nhưng mà đúng không? Đấy, như vậy là 75% các bạn đều đúng mà, tức là các bạn câu này đúng nhá. Vậy có một số câu
thì thầy phải xem lại, nên là Lân đừng vội nhập điểm, vội tí nữa điểm của các bạn sẽ có những thay đổi đấy. Đấy. Và những bạn nào mà đây là tuần thứ hai rồi chúng ta đi học buổi thứ ba đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ phải tí nữa phải khắc phục cái vấn đề mà không nộp bài tập là như thế nào. Đấy, tức là Huy Quang là làm rồi đúng không? Làm rồi mà chỉ là vấn đề là chưa biết là phải nộp như thế nào đúng không? Vì vấn đề là khách quan là chưa đấy. Đấy, còn Bảo là không có trong nhóm thì anh Lân đã gửi riêng rồi à? Ok, đấy, không có trong Zalo, đấy, không có Zalo. Rồi chúng ta đến với câu 45, câu 45 nghi đáp án sai lắm này. Tại sao? Bởi vì có không bạn nào đúng cả. Chúng ta sẽ câu 45 thì chẳng lẽ lại lớp mình lại thấy thế đúng không? Đấy. Không nghĩ nghĩ là có thể kém thì chúng ta tí nữa chúng ta điểm chúng ta sẽ được thay đổi mà. Đấy, các bạn yên tâm. Đấy, các bạn sẽ được đòi lại công bằng đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhìn đây. Câu 45, bởi vì nhiều lúc mà nó bị lệch một đáp án ấy là nó bị lệch theo chuỗi. Đấy. Nào, cho một mệnh đề. Đấy, cho mệnh đề. Cho mệnh đề nếu tam giác, nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều. Đấy. Nào. Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đều. Đấy. Chưa biết nó đúng hay sai nhá, nhưng mà đọc nghe thấy sai rồi. Hai góc bằng nhau nó chỉ là tam giác thì thôi. Cân thôi, còn ba góc bằng nhau thì nó mới là tam giác đều. Hoặc là ví dụ nó bảo là nếu một tam giác có hai góc bằng nhau và bằng 60 độ thì lúc đấy nó mới là tam giác đều được, đúng không? Như vậy nó bị sai. Nào bây giờ chúng ta sẽ bảo là nhận xét nào sau đây là đúng, đúng không? Câu này không có bạn nào đúng cả, chúng ta cùng xem là vấn đề thế nào. Nào, điều kiện đủ. Đấy, điều kiện đủ để một tam giác là đều là nó phải có hai góc bằng nhau. Đúng hay sai? Đúng hay sai các bạn? Sai, đúng không? Đấy. Thực ra câu này này, các bạn thấy là câu này là có một câu sai rõ ràng. Và nếu chúng ta đảo lại là nếu một tam giác đều, nếu một tam giác đều thì nó có gì? Thì tam giác đó có hai góc bằng nhau thì nó đúng không? Đều thì có hai góc bằng nhau đúng không? À, đúng. Như vậy thì cái này là điều kiện gì? Đủ. Và cái này là điều kiện cần, đúng không? Đấy. Nào tiếp, câu B này. Nếu một tam giác là tam giác đều, đấy, tam giác đều, đấy, tam giác đều là điều kiện cần để tam giác có hai góc bằng nhau, đúng hay sai? Nó phải là gì? Sửa chỗ này thành gì? À, sửa chữ cần thành chữ đủ, đúng không? Đấy. Câu C, không thể phát biểu mệnh đề trên dưới dạng điều kiện cần và đủ. Chính xác, bởi câu trên nó sai rồi còn đâu mà phát biểu nổi, hiểu chưa? Đấy. Mình không thể phát biểu được vì câu này nó là sai. Đấy, thâm thí của đề bài là thế, câu này nó sai. Đấy. Nào tiếp, điều kiện cần và đủ để tam giác đều là tam giác đó có hai góc bằng nhau. Tất nhiên là câu này sai rồi. Đúng chưa? Đấy, các bạn phải sửa lại thành ba góc bằng nhau. Đấy, như vậy là chúng ta hiểu được cái bản chất là cái câu mệnh đề mà người ta đưa sai thì mình sẽ không thể phát biểu được điều kiện cần và đủ. Ok chưa? Như vậy câu này là các bạn thấy là rất nhiều bạn khoanh B, nhưng mà đáp án là C thật. Câu này đáp án không sai. Chúng ta sai đúng không? Đấy. Ngay từ câu đấy các bạn đọc thấy sai rồi thì nó không thể phát biểu được. Cả lớp rõ chưa? Đấy, đây là một cái bẫy đấy. Đưa ra một câu sai, không khoanh vào đi. Đấy. Nhớ chưa? Đấy, đi thi mấy hôm nữa là khả năng cao trên lớp là sẽ gặp cái kiểu mà bẫy như này đấy. Nhớ, các bạn lưu ý làm cho nhớ vào. Đấy. Là các bạn thấy là cái sách mới nó đang rất ít. Rất ít cái tài liệu nên việc mình học ôn trúng tủ nó rất là dễ. Nào chúng ta sẽ qua câu 49 nha các bạn nhá. Câu 49. Rồi. Nào chúng ta qua câu 49. Các bạn có thể chữa thẳng vào cái phiếu luôn nhá, viết thẳng vào phiếu cho mình nhớ luôn. Đấy, thầy sẽ có gọi là tạo ra những câu hỏi cho các bạn để các bạn có thể được cộng điểm, đúng không? Đấy. Câu 49 cho mệnh đề này. Cho mệnh đề E. Nếu số nguyên, đấy, nếu một số nguyên có chữ số tận cùng bằng 0 thì chia cho 5. Câu này đúng hay sai? À, câu này đúng, rất rõ ràng, rất đúng, đúng không? Đấy. Bây giờ nó bảo mệnh đề nào sau đây tương đương với mệnh đề E. Nào, mệnh đề tương đương tức là nói một cách tương đương với cả cái mệnh đề đấy, đúng không? Nào, câu A chúng ta cùng phân tích này. Nếu số nguyên chia cho 5 thì chữ số tận cùng bằng 0. Câu này có tương đương không? Câu này là một câu đảo ngược lại, đúng không? Đấy, đảo ngược lại. Tức là chia cho 5
rồi mới tận cùng là không. Đấy, vừa nãy nói chán nói chê rồi, câu này đúng hay sai? Sai, tại sao? Sửa lại nào. Nào từ từ, bạn nào sửa lại nào. Bạn nào sửa lại giơ tay nào. Giơ tay cộng điểm nào. Đấy, câu này sai rồi, sửa lại như nào cho đúng. Rồi Hiếu. À, 0 hoặc 5, đấy. Thế là được cộng thêm 1 điểm, được chưa? Đấy, bây giờ cộng thành 2 điểm rồi. Hiếu thì cộng thêm 2 điểm thôi, thế thành 10 à? Nào tiếp. Nếu số nguyên không chia cho 5, nếu nó không chia cho 5 nhá, đấy, nếu không chia cho 5 thì sẽ không có tận cùng bằng 0. Câu này đúng hay sai, bạn nào khẳng định hơn ạ? Đúng hay sai? Mạnh dạn giơ tay thôi, chỉ đúng hay sai thôi. Đúng thì tôi, mà sai thì cũng không mất gì. Nào Huyền. Sai. Nếu nó không chia cho 5 thì nó sẽ không có tận cùng là 0. Đúng không? Chúng ta cùng hiểu cái vế đầu tiên. Không chia cho 5. Không chia cho 5 thì nó phải có tận cùng là bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Thì có phải nó suy ra là nó không có tận cùng là không không? Vậy có phải đúng hay sai? Đúng, đấy, rất tiếc nha, Huyền chưa được. Đấy, mà bây giờ, nhưng mà câu này tương đương không thì chúng ta chưa biết nhé, chúng ta từ từ nhé. Khả năng tương đương nó rất cao. Đấy, nào tiếp, đọc cẩn thận không lú đấy. Nếu số nguyên không có tận cùng bằng 0 thì chia cho 5. Nào bạn nào đúng hay sai nào? Nói leo có được cộng điểm đâu, giơ tay. Không mạnh dạn à? Tức là câu trên đúng rồi thì câu này phải sai còn gì nữa. Nếu nó không có tận cùng là 0, thế thì nó có tận cùng là 5 được không? Được, thì lúc đấy nó có chia cho 5 không? Ờ, hiểu chưa? Tức là vế này vẫn đúng nhưng vế này lại sai, đúng chưa? Đấy, nào. Tiếp. Nếu số nguyên không có tận cùng bằng 0 thì không chia cho 5. Câu này vẫn sai. Vậy thì đáp án ở đây câu nào sai ở đây? À, câu nào đúng ở đây? B đúng không? Chúng ta cùng xem đáp án nhá. 49 đúng không? Đấy. 47, 48, 49, B. À, như vậy tận 50% là khoanh vào đáp án A. Đấy. Các bạn lưu ý được cái video này xem xong là thầy quay nhá, nhưng mà thầy không công bố đâu. Đấy. Để các bạn nhóm kia nộp bài xong và buổi hôm sau mới mở cơ, chứ còn bây giờ gửi bài gửi vào các nhóm ấy, bạn nào gửi thì nó lại lộ mất đáp án của chúng ta đúng không? Đấy. Các bạn có quen bạn nào nhóm kia thì cũng đừng có phím đáp án nhá. Đấy. Nhóm trước điểm cao lắm. Ờ. Không biết có đấy không. Nào tiếp, chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo này. Như vậy câu 49 là xem bạn nào, chúng mình phải xem thưởng bạn nào mình đúng thì phải cả lớp sai. Câu 44 là vừa nãy đã sửa chưa Lân nhỉ? À Lân. 44 là nó đúng hay là ấy? À, tức là có một bạn đúng đúng không? Tí nữa chúng ta sẽ tìm ra bạn nào đúng duy nhất thì mình cộng thêm điểm, bạn ấy xuất sắc quá đúng không? Thử 44 xem. Dạy thành B à? Thế lốt lại cái trang này xem. À, lốt lại trang này. Đấy, dạy thành B. À, như vậy là không còn 44 ở đây nữa. Đấy. Như vậy 49 xứng đáng hai bạn mà đúng câu này sẽ được cộng, tại vì xuất sắc này cộng thêm 0,5 thôi nhá. Hoặc là nhân đôi điểm câu này là 0,25 thôi, từ từ để xem nào. Chúng ta có các bạn, hai bạn đúng câu này đúng không? Nào chúng ta sẽ cái này nhá, thầy nói cho bạn này, một trong những cái bí kíp để các bạn đi thi ấy, điểm các bạn cao ấy, là bạn đừng sai ngu, bạn hiểu không? Đừng sai ngu, đi thi 50 câu thì đến 7 điểm đến 8 điểm là những câu dễ, mà trong khi đó vẫn bị sai những câu đấy thì nó rất đáng trách, nên là mình sẽ ưu tiên những bạn. Ui, bạn nhìn thấy không? Trần Gia Bảo, bạn thấp điểm nhất lớp. Thấp nhất đúng không? Một lại điểm thấp nhất lại đúng câu này. Anh bừa đúng không? Thế suy luận được. Ờ, chứng tỏ là em là có suy nghĩ hơi khác người ấy. Đấy. Khả năng bạn có tiềm năng làm những câu khó. Bảo sinh ra để làm những việc khó rồi. Đấy. Đấy, Công Minh cũng thế này. Công Minh có tư duy giống bạn này. Nam thì tưởng điểm thấp gần nhất thì cũng có tư duy, nhưng là Nam tư duy vẫn sai, đúng không? Đấy. Nào. Anh sẽ đáng trách, anh sẽ trách nhất những bạn mà kiểu những cái câu mà nó mang tính chất như kiểu này, những bạn điểm thấp ấy thường là như này. Đấy, nó chính là Bảo ấy, tư duy cả lớp đúng, mình sai.
đấy, thấy chưa? Đấy. Thật đấy các bạn nhìn em, cứ cứ các bạn xem đây này, đấy thấy không, câu đây câu câu này để cái đây 37 đây đấy, ngoài bạn đùng sai cùng ra thì bạn bảo đấy, em hiểu điểm thấp của mình ấy tại sao, bởi vì cứ câu dễ em sai, cả lớp đúng thì em sai đấy, thì nó là lý do mình điểm kém thôi đấy. Đây này, câu này cả lớp khoanh D này, xong rồi mình bảo khoanh C này đấy, tất nhiên là có bạn Nam support thêm cho em để em không phải đi cô đơn một mình đấy, thấy chưa đấy. Những cái câu như này là câu dễ đúng không, những cái câu mà như kiểu đây này các bạn thấy này, A B C D đủ cả ấy, thì kiểu gì những câu đấy là những câu mà nó khó, thấy chưa, những câu mà nhìn lên là xác suất nó thống kê ra. Các bạn thấy công nhận Bảo không? Bảo rất hay đi một mình này. Đấy, cứ cả lớp ấy là một mình bạn ấy đi một mình một đường nên điểm bạn ấy thấp cho gì. Rồi ok. Rồi chúng ta qua đây, ta xem tiếp nhá. Đấy, phân tích rất kỹ cho các bạn. 51 đúng không? Chúng ta đến 51. Đấy, nào. Câu 51. Được học trước này lên lớp nó rất là lợi, bởi vì trên lớp học nhanh lắm, nó lên lớp rất là nhanh, các bạn chưa kịp làm quen cái này đã bị đẩy sang cái khác rồi, nên ở đây các bạn chịu khó hỏi vào nhá. Kể cả trên lớp có, các bạn lưu ý là trên lớp mà trước cái thi giữa kỳ ấy thì thầy sẽ tổ chức ở đây, một là thầy trực hoặc là hai là các anh chị rõ ràng sẽ trực để các bạn đến các bạn hỏi bài, bởi vì mỗi trường sẽ có đề và đề cương và có cái bài tập ôn tập khác nhau, nên các bạn lúc đấy các bạn phải tranh thủ cái tuần ôn tập cao điểm đấy, nó sẽ có một tuần trực full như thế để chúng ta có thể luyện tập để thi cho nó tốt nhá. Đấy, nhớ cho thầy là có cái học bạ đẹp ngay từ đầu nhá. Sau một mệnh đề này, nếu a cộng b nhỏ hơn 2 thì một trong hai số a và b nhỏ hơn 1, mệnh đề nào sau đây tương đương với mệnh đề đã cho. Đấy, còn giống câu vừa nãy không các bạn, còn giống câu trên không? Đấy, chứng tỏ chúng ta đang bị cái lỗi ở cái dạng này, thì thầy sẽ nói tổng quát để cái cách để chúng ta dễ giải quyết. Đầu tiên các bạn phải đọc câu này nó đúng hay sai đã, được chưa? Nếu a cộng b bé hơn 2 thì chứng tỏ là một trong hai số đấy phải nhỏ hơn 1, có hiểu cái đấy không? Đúng, câu này khẳng định luôn là câu đúng. Chúng ta có thể chứng minh bằng phản chứng như sau. Chứng minh phản chứng là gì? Em giả sử cái điều này nó không xảy ra, tức là cái thì này nó không đúng. Bây giờ nếu các bạn lấy AB không nhỏ hơn 1, tức là A sẽ phải lớn bằng 1, B lớn bằng 1, thì khi đó A cộng B, tức là A cộng B mình sẽ dùng là cộng với vế, A cộng B sẽ lớn bằng gì? 1 cộng 1 là 2. Thế thì nó có phải ngược lại với cái giả thiết của chúng ta không? Hiểu chưa? Đấy gọi là chứng minh phản chứng, tức là chúng ta giả sử một điều ngược lại thì cái điều ngược lại đấy nó vô lý, đúng không? Nên dẫn tới là cái câu này là câu đúng. Đấy, cả lớp đã hiểu chưa? Nhá, chúng ta giả sử cái vế bên này không xảy ra. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc xem câu nào đúng ở đây. Điều kiện đủ. Đấy, nếu AB, câu này đúng rồi, thì cái chỗ nếu này nó sẽ là cái điều kiện gì? Cái này là đủ này. Một trong hai số nhỏ hơn 1 là gì? Cần, đúng không? Nó nói đúng như thế thì mình khoanh. Đầu tiên điều kiện đủ để một trong hai số nhỏ hơn là A cộng B bé hơn 2, đúng không? Đúng không? Ok, đủ được cái gì? Đấy, các bạn nhớ là điều kiện đủ sau cái chữ là nó sẽ là điều kiện đủ nhá. Sau cái chữ là điều kiện đủ. Đấy, như vậy câu A đúng rồi. Câu A đúng rồi. Tiếp, bây giờ thử xem điều kiện cần, tức là nó câu trên với câu dưới nó chỉ khác nhau chữ cần và đủ thôi. Đấy là không được. Điều kiện đủ để AB cũng sai, câu B cũng sai, đúng không? Câu C cũng sai. Đấy, chúng ta lấy đáp án A nhá. Nào, check 51. Không bạn luôn. Và chúng ta sẽ đến câu 51 để xem câu 51 là đáp án có sai không nhá. Mà tại sao lại không có bạn nào như vậy? Đấy, có lẽ phải lốt lại rồi. Lốt lại thì câu 44 đúng không? 51 này, không bạn nào đúng được, các bạn đều bị lừa hết. Nào, các bạn đã
Như vậy vấn đề ở đây là các bạn nhiều lúc vẫn chưa xác định đúng được cái nào là đủ và điều kiện cần. Các bạn rõ chưa? Nếu một câu có dạng là nếu P thì Q, câu này đúng nhá, câu này là một mệnh đề đúng, thì lúc này B mới được gọi là điều kiện đủ và Q được gọi là điều kiện cần. Cả lớp rõ chưa? Cái buổi này hôm trước đã viết cái sơ đồ về cái dạng này chưa? Còn như nào? Đấy. Còn chưa? Đấy. Bây giờ ví dụ như bạn Diệp Anh chẳng hạn chưa học, chẳng hạn như em có hiểu là cái câu nếu và thì này nó dùng ngày trước rất nhiều không? Đúng không? Thì bây giờ mình chỉ xác định là câu này nó đọc nó thế nó đúng. Thì cái vế đằng trước nó sẽ là điều kiện đủ, vế đằng sau là điều kiện cần. Thế là được, đúng chưa? Đấy, còn em sẽ được về xem lại bài giảng các phần kia. Nào, và tiếp tục nhá. Nào, tiếp theo câu 56. Đấy, có câu 60 cũng không bạn nào đúng này. Đấy. Thì nó xem điểm có cao nhá. Xem điểm lại, cập nhật điểm lại 56. 56. Các bạn nếu cần gỡ điểm thì sẽ có tạo điều kiện để gỡ điểm. 56. Nào, ok. Cho hai mệnh đề. Đấy. Thì bạn Lâm. Đấy, bạn Lâm với các bạn Diệp Anh chú ý đây. Đấy, mệnh đề nó chỉ đơn giản là một câu thôi. Một câu đơn giản là năm 2019 là năm nhuận. Đấy. Thì khi bạn đọc một câu khẳng định đấy, các bạn sẽ xác định được nó đúng hay sai. Thì thế là một mệnh đề, đúng không? Nào bạn Diệp Anh trả lời cho thầy xem là câu này đúng hay sai. Hỏi bạn đúng hay sai? Sai. À, tại sao? Có biết không? Không có nếu, không có nếu thì cả đây chỉ đây đúng là tập trung vào cái năm 2019 phải là năm nhuận là đúng hay sai. Em có biết thế nào là năm nhuận không? Ví dụ một năm nhuận nào? 2020 đúng không? Ok, 2020. Rồi như vậy là năm sau 2024 sẽ là năm nhuận đúng không? Đấy, năm nhuận. Rồi. Ok. Câu B. Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình vuông. Hỏi đúng hay sai? Sai. Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau thì là hình gì? Hình gì nào? Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình gì? Rồi, hình thoi. Đúng chưa? Hình thoi nhưng mà hình vuông, vậy câu này cũng sai. Đấy. Nào, còn nhớ bảng chân lý không? Giờ cái bảng chân lý ra thôi. ACAB đúng không? Đúng. BCA, B tương đương với A. Đúng. Vậy có bao nhiêu mệnh đề sai? Không. Đấy. Đúng chưa? Đấy. Diệp Anh là chưa có bảng chân lý. Bình tĩnh. Về sẽ có nhá. Về sẽ có tí nữa mà chụp cho đúng không? Đúng. Dùng đúng bảng chân lý là được thôi. Câu này có cái gì đâu. Câu này quá dễ. À, chúng ta sẽ xem là bao nhiêu bạn bị bẫy câu này. Câu 56 thì có hai bạn đúng. Đấy. 56 chúng ta cùng kéo ra 56 nhé các bạn nhá. Đấy xem. Rồi ok. Ui. Như vậy chúng ta sẽ điểm nhấn là chúng ta sẽ có Khanh nhớ bài. Đấy. Huyền nhớ bài đúng không? Em có dựa vào bảng chân lý không? Thuộc à? Thuộc rồi đúng không? Đấy. Ok, Thạch Lê Khanh cũng thế à? Em có dựa vào chân lý hay thuộc luôn? Không thuộc. Đấy, không tra cứu nhưng mà suy ra được đúng không? Ok. Đấy, như vậy các bạn khác chú ý nhé. Câu này rất dễ đúng không? Thế này chưa dễ không? Đúng không? Các bạn đúng cái bảng chân lý. Sai sai, đúng sai, thuộc như thế. Và có nhớ cái tư duy thầy dạy là gì không? Đúng rồi, tư duy lời hứa. Tức là các bạn hãy nếu một cái điều gì đó mà nó sai thì lúc sau suy ra cái gì nó cũng đúng. Đúng chưa? Thì các bạn nếu A sai rồi nên suy A suy B đúng. Nếu B cũng sai rồi vậy suy ra nó A nó cũng đúng. Được chưa? Còn cái tương đương này nó chỉ đúng khi cả hai thằng cùng sai sai hoặc cả hai thằng cùng đúng đúng. Đấy, nó rất là dễ để giải quyết như thế, đúng không? Đấy. Còn thuộc cả cái bảng thì nó hơi mất thời gian một tí, đúng chưa? Nào bây giờ chúng ta sẽ đến một câu khá là quan trọng, một câu đó câu 60. Câu này đó là không bạn nào đúng cả. Đấy, câu 60 là không có bạn nào đúng cả. Chúng ta sẽ cùng xem câu 60 là câu gì mà tại sao lại không có bạn nào đúng nhá. Đấy, như vậy là qua cái cách các bạn làm bài, thầy cảm giác là phải củng cố thêm một buổi nữa về cái phần mệnh đề thì mới yên tâm được. Đấy, chứ còn sang tập hợp luôn thì có vẻ hơi mạo hiểm. Đấy, thì sợ trên lớp các bạn hay vào học đầu năm hay có kiểm tra 15 phút ấy. Bạn hiểu không? Kiểm tra 15 phút.
hôm hôm nào tập trung nhỉ? 15 đúng không? Phải tầm 15. Có bạn 16 à? Em 16. Hả? Có bạn nào sớm hơn không? 11 à? Nhưng mà có phải học luôn không? Hay là chưa đúng không? Ok. Đấy, nhận lớp nhận trường đã. Đấy. Đã biết lớp mình là lớp nào chưa? Em trường em là rồi á. À đây ạ. À? Đúng rồi. Lý Tử Tấn đúng không? Ở đúng không? Có phải Lý Tử Tấn đâu, ở Thanh Trì à? À Thường Tín, Thường Tín. Đấy. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề phủ định của mệnh đề mọi động vật đều di chuyển? Nào. Mọi động vật đều di chuyển. Mọi đúng không? X là động vật. Phải x di chuyển. Có hiểu không? Nào, phủ định, có nhớ nguyên tắc phủ định là gì? Chuyển với mọi thành tốn tồn tại, phủ định thằng này x không gì di chuyển. Bây giờ nói lại thành lời, đó là tồn tại hay là có ít nhất một động vật là không di chuyển, đúng chưa? Đấy, vậy thì câu đúng ở đây sẽ là gì? Rồi, có ít nhất một động vật không di chuyển. Đấy, logic chưa? À, xem câu này tại sao lại không đứa nào đúng nhỉ? Đáp án có sai không? À, chúng ta lại check đáp án nhé. Câu này là câu 60 à? Ờ đúng rồi, không có đứa nào đúng thật. Đây 60 đây. Nào có hiểu không? Hiểu công thức chưa? Các bạn làm bài, các bạn đang bị làm sao? Cuốn theo cái cảm thụ văn học. Các bạn cảm thấy nó hợp lý câu văn. Nhưng các bạn phải biết là chúng ta có công thức toán mà. Những cái lời đấy chúng ta áp dụng công thức toán vào một phát nó ra không? Đấy. Ngoài rất nhiều bạn đi thi kiểu trên lớp là cứ đấy, cứ đọc nghe thấy hợp lý là các bạn, nhiều bạn khoanh nhất là gì nhỉ? Chúng ta sẽ cùng cái lỗi sai của các bạn nào để sửa nào. Đang lỗi sai tư duy. Như vậy là 6 bạn khoanh A. Đấy, 6 bạn khoanh A luôn, tức là các bạn đang bị sai ở cái chỗ nào? Mọi động vật đều không di chuyển, tức là các bạn giữ nguyên cái này và các bạn chỉ phủ định cái chỗ không di chuyển thôi. Tức là không đủ, nhớ chưa? Đấy, không đủ nhá. Mà chúng ta phải nhớ là nguyên tắc là chúng ta phải đổi cái với mọi này thành cái tồn tại. Các bạn hiểu chưa? Các bạn làm bị thiếu một bước, đúng chưa? Đấy, các bạn mới chỉ nhớ phủ định thôi, còn các bạn chưa nhớ đổi ký hiệu từ với mọi sang tồn tại. Đấy, như vậy dạng này là phải luyện thêm, đúng không? Đấy. Đấy, thế làm đơn giản không? Rất rõ ràng đâu, công thức nó chỉ vậy thôi, đúng không? Mình lại chắc các bạn có viết theo công thức của thầy không, hay chỉ là đọc thôi? Đọc nghe nó xuôi xuôi thì khoanh thôi, đúng không? Đấy, ok, đấy. Vậy là vào sao một câu in cảm giác rất là đơn giản nhá. Đấy. Bạn thì tao được trên lớp, các bạn không được chữa kỹ như này đâu. Đấy, chỉ ào qua thôi. Đấy, chúng ta cố gắng là chúng ta sẽ đọc câu 76. 76. Ok, 76. Mệnh đề nào sau đây là đúng? À, câu này hay quá. Đấy. Bên cạnh những câu mà các bạn sai nhiều ra, các bạn có thể order cho nó chủ động nhé. À, nào. Hôm trước mà thầy nhân ba cái số này với nhau thì có bao giờ ra số lẻ không các bạn? Không, kiểu gì trong ba số nó cũng có một số chẵn. Đấy chưa? Mà trong một cái tích mà có một số chẵn thì chắc chắn cái tích đấy ra chẵn. Đấy chưa? Câu này là câu sai. Ờ, hôm trước là 1, 2, 3, 2, 3, 4 dậy chưa? Rồi đúng không? À, bây giờ cái nào sẽ là cái đúng ở đây thì thực ra các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ áp dụng cái cách bấm máy để chúng ta giải, đúng không? Câu này là sai là chắc rồi. Đây chỉ còn B thôi. Đấy, x bình lớn hơn 9 thì các bạn thấy có phải x bình sẽ lớn hơn, x bình trừ 9 sẽ lớn hơn không không? Hay để thầy nhắc lại thôi. Xong các bạn thực hiện thao tác là bấm máy để giải, được chưa? Đấy. Tất cả những cái phương trình và bấm phương trình các bạn nên bấm máy cho nó chắc. Được chưa? Nên bấm máy cho chắc. Bấm thử xem nào. Bấm thử xem cái này ra kết quả là gì. Máy bạn này xịn hết, biết bấm không? Đấy, biết ngay mà. Mấy cái bạn cứ dùng máy xịn là y rằng không biết bấm. Đấy, dẫn thầy xem nào. Máy này là 590 à? 590 rồi. À không, máy cũng thế mà. Nó còn có khi còn ít chức năng hơn ấy. Đây này, mode này, kéo xuống. In equation. Đã bất công trình nhá. Được chưa? Xong em ấn ở đây bậc 2, em ấn số 1. Xong em lớn hơn bằng. Đó chưa? Đúng rồi, em bằng số 3, em nhập hệ số là 1, 0,
không có B đúng không? C thì là trừ 9, nhớ bấm phương trình bậc 2 nào thì bấm thế thôi. Đấy. Thì nó sẽ là bé hơn trừ 3 hoặc là lớn hơn 3, được chưa? Đấy. À, các bạn lần đi hỗ trợ đi, không chắc bạn Huy Quang nghỉ thì bạn Huy sẽ hụt cái phần này đấy. Thì chúng ta sẽ có là x sẽ lớn hơn 3 hoặc x sẽ nhỏ hơn là bằng trừ 3. Cả lớp mình nhớ chưa? Nhớ chưa nào? Đấy. Thế thì câu này chắc chắn là sai, đúng không? Đấy. Như vậy thì thầy kiểm tra xem đứa nào khoanh D. Xem về nhà là không chú ý cái đoạn này. Câu 76 đúng không? Đấy, từ từ để giải quyết những thằng. Đấy, tìm ra đúng người đúng tội. Đây Ngân Hiếu. Đấy, Ngân Hiếu này. Lê Hoàng Nam này. Đấy, sai. Lỗi về nhà không bấm đúng không? Ngồi nhầm à? Đúng không? Ngồi giải phương trình à? Đâu phải bằng đâu đúng không? Đấy. Nào, bây giờ các bạn thấy ở đây này. Cái này bấm được các bạn, x bình trừ 4 bé hơn 0 đúng không bạn? Chuyển về sang, bấm máy tính ở đấy xem nào, xem nó có đúng như này không? Nó có đúng chạy không, khoảng trừ 2 đến 2 không? Đúng thì khoanh B, mà sai thì khoanh C. Nào, bấm đi. Thấy chưa? Dễ không? Có dễ không? Đấy, thích. Có một cái làm cái này mà. Xem chúng ta xem bạn nào khoanh C và A nữa nhá. Xem đội này. Khánh Tùng này, đấy. Gia Bảo này. Đấy. Công Minh này. Đấy, đấy là những cái lỗi. Đấy. Như vậy chúng ta thấy ở đây là thực ra ở lớp chúng ta nhìn Huyền học khá là chắc. Huyền chắc đấy. Đấy. Khanh thì Hiếu điểm cũng tốt. Đấy, Khanh thì những câu đa phần đúng mà. Đấy. Đấy. Chữa rất là kỹ như này, chữa như này còn gì nữa, đúng không? Nào bây giờ các bạn có order thêm câu nào không? Đấy, những câu các bạn hay sai rồi đấy. Đấy. Như này. Người thông minh thường có lối đi riêng này. Đấy, các bạn nhìn thấy Bảo. Bảo luôn luôn là những cái câu mà cả lớp đúng thì mình đây câu 7, 76, cái cạnh 76 là 77 đúng không các bạn? Đấy, các bạn nhìn 77 đây. Đấy. Đấy, Trần Gia Bảo. Đấy. Bạn ấy tư duy kiểu khác cái gì ấy, tức là các bạn ấy thấy khẳng định luôn nếu cả lớp đều làm A thì câu đấy không khó. Bạn công nhận không? Nếu cả lớp đều đúng thì câu đấy không khó. Đấy, nhưng Bảo lại có một cái lối đi khác. Đấy. Thầy đang phải tìm hiểu tư duy của Bảo nào. Đấy, trong lớp thì hay cười. Đấy, nào, còn 78 thì 78 cần chữa không, bằng cảm giác nhìn này. Bạn nghĩ là A hay là D? Chắc là D thôi đúng không? Nếu mà A thì nó sẽ thể hiện là câu bị sai nhiều rồi. Đấy. Đây, chúng ta nhìn Bảo đây, đây bài 79. Có mình Bảo khoanh A. Đấy. Được chưa? Bài 80 thì vị trí này thuộc Nam. Đấy. Đấy, các bạn cứ lưu ý những câu mình chú ý những câu đây. Đấy, chúng ta có ba bạn này khoanh kẹp ở đây và Bảo vẫn một mình một lối đi. Bảo là một nhân tố bí ẩn đấy. Được chưa? Hả? À, sao? Bừng báo vui cho mẹ em. Đấy, Bảo làm Nam thì chỉ tranh bạn một câu thôi. Đấy, chẳng qua anh chưa tìm thấy Nam. Đây, Nam cũng. Đấy. Nào, bây giờ các bạn chúng ta sẽ làm nhanh nhé. Làm nhanh 10 câu. Được không? 10 câu tiếp theo là từ 83. 83 đến bao nhiêu nhỉ? Đến 92 đúng rồi. Đấy, các bạn đã rút ra được cách đếm để tròn rồi đấy. Đấy, tạm dừng ở đây nhé để các bạn làm. Nào, tiếp tục chúng ta sẽ chữa này. Bây giờ chúng ta sẽ chữa vào đây nhá. Nào, câu 83. Mấy cái câu dạng phủ định thì các bạn đã quen chưa? Chữa hai câu làm mẫu nhá. Nào, chữa hai câu làm mẫu nhá. Quá dễ rồi. Bạn nhớ cái công thức không? Đó là với mọi thì mình sẽ chuyển thành gì? Tồn tại. Và phủ định thì bé hơn bằng sẽ sửa thành gì? Lớn hơn. Các bạn tập trung vào hai cái này là bạn khoanh được. Đầu tiên là tồn tại này. Tồn tại này. Cái thứ hai là lớn hơn này, đấy, và khoanh D luôn. Ok chưa? Đứa này cũng tương tự như vậy, đứa này các bạn sẽ được chuyển thành tồn tại này. À, lớn hơn thì ngược lại của lớn hơn sẽ là gì? Bé hơn hoặc bằng, nhớ đấy. Đấy, chúng ta nhìn đúng cái dấu xem người ta viết đúng chưa này. Tồn tại. Tồn tại, tồn tại, tồn tại. Bé hơn hoặc bằng thì đáp án B. Đấy. Ok chưa? Hiểu nguyên tắc chưa? Đấy. Nào.
Như vậy chúng ta sẽ cùng xem nhé, các câu phủ định này, cho mệnh đề phủ định này, mệnh đề nào sau đây là sai. Ok, câu 87 đấy, câu 87 là một câu nói là mệnh đề nào sau đây là sai, thì mình sẽ phải xem nó đúng sai như thế nào. Đây là câu 87 gọi nhá. Nào, đây câu A sai luôn này. Nó bảo tồn tại x thuộc n để x bình bằng 3. X bình bằng 3 thì có phải x bằng căn 3 với x bằng trừ căn 3 không? Mà căn 3 hay trừ căn 3 thì là số gì? Số vô tỉ. Còn n là số gì? Số nguyên. Đúng không? Số tự nhiên. N là số tự nhiên. Câu này sai luôn. Chẳng có số nào cả. Được chưa? Câu này sai luôn. Đấy. Thế còn câu này thì sao? Câu này đúng rồi. N bình trừ n lớn bằng 0. Với tất cả số nguyên các bạn ạ. Đây là tất cả số số tự nhiên. Với tất cả số tự nhiên nó đều đúng. Cái này. Với mọi số tự nhiên n thì x trừ đi 2 bình phương thì đều nhỏ hơn x bình cả. Đúng không? Đấy. Cảm giác sai sai thế nào ấy nhỉ? Ví dụ nó không thì câu này không trừ 2 bình phương có nhỏ hơn x bình đâu nhỉ? Đúng không? Vậy câu này sai, câu này đáp án bạn nào khoanh C cũng phải cho điểm nhá. Lần đây lần làm câu 87 đáp án là gì em? C cũng sai nhá, C cũng sai. Đúng không các bạn? C cũng sai, C mình thay vào. Như vậy các bạn C cũng sai nhá. Các bạn nhớ này. Các bạn nhớ anh dặn này, đối với những cái bài mà nó thuộc N như này thì các bạn nhớ là N nó bắt đầu từ số mấy? Số 0, số 1, số 2, số 3, số 4. Các bạn nhớ hôm trước anh dặn là dùng cái công cụ gì để thử không? Table. Mốt 7 table vào nhá. Đấy, ví dụ câu D này ta có 3 mũ N đấy, là 3 mũ X. Trừ đi mở ngoặc x cộng 3 đúng không? Đấy, chúng ta cho chạy từ 0 cho đến 20 chẳng hạn, hay là cho đến 20 step là 1. Đấy, thấy âm này. Thấy chưa? Âm này. Đấy, như vậy là đúng này, âm bé hơn thì trừ đi âm này, sau đó lại lớn hơn. Đấy, như vậy câu này cũng sai luôn. Như vậy là bài này câu này bị lỗi, câu này phải là mệnh đề nào sau đây là đúng các bạn. Thì có cái này đúng rồi, còn 3 đáp án này đều sai. Vậy khả năng là tất cả các bạn được cộng thêm 1 điểm ấy. Những bạn nào khoanh A, khoanh C, khoanh D đều được nhá. Đấy, anh phải sửa cái đề luôn này. Câu này phải mệnh đề nào đúng các bạn. Chứ mệnh đề nào sai thì không ổn. Sửa luôn. Nhá. Nào tiếp, chúng ta đến câu 88, mệnh đề đúng. Tám 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 chín. Cái này đa phần là các bạn thấy là nó sẽ liên quan đến kiến thức toán học đúng không? Nào, mệnh đề nào sau đây phủ định của nó đúng cơ? Các bạn đọc kỹ này, phủ định của nó đúng cơ. Thế nó bị này, tức là thực ra các bạn hình dung như thế này nhá. Muốn phủ định đúng thì suy ra mệnh đề đó phải để sai. Nhớ anh dặn không? Mệnh đề đấy sai thì mệnh đề phủ định sẽ đúng, mà mệnh đề phủ định đúng thì mệnh đề đấy sai. Nhớ chưa? Bởi vì lúc nào nó cũng ngược nhau. Nhớ chưa nào? Thế thì các bạn thay vì các bạn bây giờ các bạn mà làm, bạn nào mà thật thà đi làm là các bạn đi phủ định hết rồi bạn xét tình đúng sai là các bạn mất thời gian nhé. Bạn tìm luôn mệnh đề trong cái này, mệnh đề này, mệnh đề nào sai khoanh luôn nhá. Nào bây giờ chúng ta sẽ xem nào. Câu A. Câu A đúng hay sai? Câu A đúng, vậy thì phủ định của nó sẽ sai nhá. Đấy. Các bạn thấy này, 2n trừ n, 2n. N là số tự nhiên thì các bạn thì số thấp nhất là số 0. Đúng không? Thì các bạn thấy là 2 nhân 0 có lớn bằng 0 không? Đúng chưa? Thế còn với số khác này, với 2n lớn bằng n mà n của chúng ta lớn hơn 0 thì các bạn có quyền chia cả hai vế cho n không? Chia cả hai vế cho n thì có phải được là 2 sẽ lớn hơn bằng 1 không? 2 lớn 1 thì là luôn đúng, được chưa? Vậy thì đáp án A là đáp án đúng. Đấy, mà chúng ta cần đi tìm mệnh đề gì? Sai. Đấy, vậy câu A sai nhá. Tiếp câu B này.
nó bảo là với mọi x thì x sẽ bé hơn x cộng 1. Đấy, nó hiển nhiên không? X thì chắc chắn là bé hơn x cộng 1 rồi gì? Các bạn có quyền trừ cả hai vế cho x thì chúng ta được không bé hơn x, à, không bé hơn 1, luôn đúng. Đấy. Lớp mình có nhớ hôm trước thầy dạy các bạn có các cái cách biến đổi nào không? Cộng, trừ, nhân, chia cả hai vế với cùng một số, nhớ chưa? Nếu các bạn nhân chia với số âm thì các bạn phải đổi dấu, nhớ chưa? Nào câu C thì sao? Câu C nó bảo là tồn tại x thuộc R để 3x bằng x bình cộng 1, tức là đi giải phương trình ấy, giải cái phương trình x bình trừ 3x cộng 1 ấy, xem có nghiệm không. Thì không bấm máy thì thầy nhầm nhầm cũng biết là cái này delta lớn hơn không, nên phương trình này có nghiệm, vậy cái này đúng. Vậy chỉ có đáp án D sai thôi. Tồn tại x thuộc Q, Q là số hữu tỉ, x bình bằng 2 tương đương với x sẽ bằng căn 2 với x bằng trừ căn 2, nhớ chưa? Các bạn nhớ chưa? Đấy, x bằng căn 2 với x bằng trừ căn 2, nhớ chưa nào? Đấy. Nào, các bạn hiểu chưa nào? Đấy, nhớ chưa? Đấy. Như vậy câu này đáp án là D. Đấy. Nào, các bạn nào lên 10 không? Để cho lên quay random. Nào, câu 89. Câu 89. Câu 89 nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xét câu 89 nhá. Đấy, xem nào. Cắt nó xuống dưới, nhìn cho nó gọn. Nào, x mũ 3 cộng x bình cộng 3 bằng 0 đúng hay sai? Có số nào để điều này xảy ra không? X bình cộng 3 luôn luôn lớn hơn 0 nhá. Vậy câu này sai. Đấy, mà nó tìm mệnh đề đúng cơ. Tiếp, tồn tại x thuộc z để x mũ 5 lớn hơn x bình. À, x thuộc z, x mũ 5 lớn hơn x bình. Đấy. Câu này x thuộc z hơi khó xét đúng không các bạn? Hơi khó xét. Tí nữa dùng table xét nhá. Dùng table xét nhá. À, bây giờ đây, các bạn dùng table, các bạn nhìn này. Các bạn lấy x mũ 5. À, nghe như bạn nói chơi điện tử nhỉ? Kìa. X mũ 5 trừ x bình. Thì các bạn nhớ là z là tập hợp số nguyên nên nó có thể âm. Nên các bạn sẽ cho chạy này, các bạn bấm bằng này, bấm theo thầy này. Bấm bằng. Gõ nguyên cái cục này à. Cho chạy từ trừ 10 đến 10, cho step là 1. Đấy, các bạn nhớ là x mũ 5 mà trừ x bình với mọi, tức là nó phải luôn dương nhá, luôn dương. Nếu mà nó âm ấy thì là sai luôn. Nhìn này, bằng. Thấy không? Ngay từ đầu vào bấm âm xứ rồi còn đâu. Thế thì lớn hơn cái gì? Đúng không? Đấy. Vừa nói nó phải luôn dương xong, thấy chưa? Đấy. Thế thì không ổn rồi, câu này sai rồi. Đấy. Hoặc các bạn có thể nhớ là dấu với mọi ở đây thì chỉ cần một trường hợp sai là nó sai. Ví dụ các bạn thay số 1 vào đây, ta có 1 mũ 5 có lớn hơn 1 bình không? Không đúng không? Hoặc là thay số 0 vào đây, 0 mũ 5 có lớn hơn 0 bình không? Mà trong khi đó thế mà lại tuyên bố là với mọi. Đấy. Thế thì sai luôn nhá. Rồi, thế thì chúng ta sẽ đến câu C và câu D. Thế thì câu C và câu D thì nào, chúng ta sẽ, thầy sẽ dạy các bạn bấm câu C nhé. À, bạn, em biết bấm table chưa? Ờ, bấm table đi, bấm theo nhé. Các bạn bấm theo này. Chúng ta sẽ có là mở ngoặc 2x cộng 1 đóng ngoặc bình phương. Rồi cho 2x cộng 1 bình phương, xong các bạn trừ đi 1. Xong các bạn chia cho 4 đi. Đấy, đóng ngoặc vào, đóng hai cái ngoặc vào để chia cho 4. Nhá. Đấy, thế các bạn thấy là kết quả của chúng ta mà là số nguyên thì chứng tỏ nó chia hết cho 4. Mà kết quả của chúng ta không phải số nguyên mà là phẩy 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 phẩy, chứng tỏ là không chia hết. Đúng không? Chúng ta test. Đấy. Nó thuộc N thì chạy từ đâu các bạn nhỉ? Không, đúng rồi, N chạy từ 0 cho đến 20 đi, 20 đúng không? Sơ test là 1. Đấy, 2 6 12 42 72 tất cả đều số nguyên đẹp hết, như vậy câu này đúng. Đấy, vậy thì chúng ta khoanh vào đáp án C. Được chưa? Đấy. Ngoài ra chúng ta có cái cách giải như sau nữa đây. Đấy. Chúng ta bung cái hằng đẳng thức này ra. Nó sẽ thành là 4x bình cộng với 4x
cộng với 1 trừ đi 1, cộng 1 trừ 1 là hết rồi, đúng không? Vậy chúng ta chỉ còn lại là 4x bình cộng với 4x. Và các thầy 4x bình có chia cho 4 không? 4x có chia cho 4 không? Vậy cùng chia cho 4, vậy thì các bạn thấy cả cái số này chia cho 4 không? Có luôn, được chưa? Ở Lân thì hướng dẫn các bạn bấm nhanh. Có mấy bạn chưa biết bấm ấy? Huy Quang biết bấm chưa? Đấy, Lân hướng dẫn đi. Đấy. Bạn bạn nào chưa bấm được giơ tay lên để anh hỗ trợ. Thế. Cái gì em? Số 0 có bấm đây, có chạy đây rồi. Chạy từ số 0 mà, em nhìn này. Đây số 0 đầu tiên này. Đúng không? 0 cộng 1 bình phương đây là 1, 1 trừ 1 bằng 0. Đúng chưa? Đấy. Bạn chưa cách bấm à? Em mất bấm mốt máy của em là mốt 8 table. Đây, bấm table đây nhá. Rồi tắt Gx là shift mốt này. Kéo xuống, thấy bảng giá trị chưa? Đấy thì nó có Fx hoặc Fx Gx, em chọn Fx thôi thì nó sẽ lưu được nhiều giá trị hơn nhá. Em nhập lại. Rồi, hai bạn này. Máy đây, máy bạn này là máy hai đứa này chơi với nhau dùng máy lạ thế. Máy bạn này còn ít ra còn giống em bấm được chưa? Rồi em đóng thêm những ngoặc nữa cho em chia cho 4 nhá. Test cho tính chia hết nhá. Hôm trước là có cái bài để làm ví dụ đấy. Đấy, em tắt Gx thì shift mode. Kéo xuống này. Table, đấy chưa? 5 table thì mình chọn là Fx thôi. Được chưa? Đấy, thế là phải bấm lại rồi. Mở ngoặc lần nữa. Đấy, cộng 1. Bình thường ấy thầy lớp sáu em bây giờ thì bấm lại được chưa? Đấy, em cho chạy đúng như thế đi, cho tắt từ 0 đến 20, test là 1, được chưa? Đấy, em xem check ạ. Tắt chưa? Tắt rồi chưa? Đúng rồi. Bằng không phải ơ cái của em từ hôm bảng tính không phải hôm bảng giá trị đây. Có thế nhở? Chữ x rồi. Có chữ thế nhỉ? Từ từ nha, thì x của em đâu nhỉ? X ở đây đúng không? X ở đây, x ở đây. Mở ngoặc ở đâu? Mở ngoặc lần nữa. 2x cộng 1 đóng ngoặc tất cả bình. Đúng không? Sau đó trừ đi 1 rồi đóng ngoặc lần nữa chia cho 4, được chưa? Bấm bằng, cái nút bằng ở đâu? Mày khó á. Thế nghĩ là em nên đồng từ thì mày tính ra cái này thầy chưa lĩnh hội được. Khó thật đấy. Máy thì xịn mà không biết bấm như nào. 27 lắm á, em dùng 570 vậy, em mua máy cũ rồi. Con này thì bọn nó không thèm lấy bởi vì nó đếch bấm được chứ sao. Con này mua về chịu. Khó á. Em 590 này, bạn này 590 này, 890. Là bạn này bấm được chưa? À, bạn này giơ tay, em bấm được hướng dẫn chưa? Lân hướng dẫn cho anh bạn này, bảo bấm được chưa? À, test được chưa? 10 điểm rồi. Huyền bấm được rồi gì? Bấm được chưa? Hả? À, kết bấm cho bấm table nào. Rồi ok, đấy. Còn bạn nào nữa không? Sơn bấm được chưa? Ok chưa? Nam bấm được chưa? Hả? À, ok chưa? Thôi. Anh không mang máy tính à? Hay thằng nào? À thế à? Lôi ra dùng bấm cho quen đi. Nào được chưa? Nào bây giờ sau khi cập nhật điểm thì có bạn nào được 10 không? Có rồi, có rồi. Có một bạn được 10 rồi. Từ chúng ta dừng video lại đây không nói. Ok thì các bạn chú ý thôi.